Hello các bạn, mình là Sumonlab, mình là Hồ Cao và mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái bài tập rất là nhanh để khắc phục được cái gù lưng của bạn ha. Rồi, đầu tiên bạn sẽ cố gắng đứng thẳng người, đúng vậy. Sau đó hai tay để ra hai bên và lòng bàn tay của bạn nó sẽ hướng về phía sau các bạn ha. Từ đây bạn sẽ đưa hai tay mình ra phía sau cho tới khi bạn cảm thấy bạn căng ngực, vai và phần lưng trên của mình. Đó. Tiếp theo đây ở vị trí này mình sẽ tăng level lên bằng cách là bạn sẽ chuyển qua nắm đấm. Sau đó đưa hai tay của mình xuống phần lưng dưới và ấn nhẹ phần lưng dưới của mình giống như một điểm neo các bạn ha. Đúng vậy. Sau đó bạn khép hai cánh cùi chỏ lại. Khép hai cùi chỏ lại. Bạn giữ như vậy từ 10 tới 15 giây. Bạn thấy nó căng rất nhiều ở phần ngực nè, vai, phần sau lưng của các bạn. Sau đó bạn relax, thả lỏng, thư giãn, hít hơi thật sâu. Và mình lặp lại. Và lần này bạn sẽ muốn là khép hai cùi chỏ của mình sâu hơn miếng nữa. Đó, bạn lặp lại như thế này từ 3 tới 5 lần. Và bài tập này bạn có thể làm trong xuyên suốt cả ngày của các bạn. Nó sẽ xây dựng sức mạnh cho các bạn ở phần vai, lưng xô và phần ở xương bả vai. Và hy vọng nó sẽ cải thiện, khắc phục được tư thế gù lưng của bạn nhé.